Xin chào khán giả của kênh YouTube Phạm Thành Long. Ngày hôm nay thì tôi quay trở lại với các anh chị sau một rất là nhiều ngày mà không có được những cái video trực tiếp như này. Trong cái ngày hôm nay là cái ngày rất là vui vì có từ sáng đến bây giờ nhận được rất là nhiều quà các bạn ở khắp mọi nơi đã gửi đến cho tôi ngày hôm nay. Tôi có chia sẻ là hôm nay là ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi sáng ngày hôm nay thì hai vợ chồng tôi cũng đã gửi quà cũng như là đã gửi lời hỏi thăm tới rất là nhiều những người thầy, người cô giáo của mình. Tất nhiên là trong cuộc đời của ai thì cũng có rất là nhiều những người thầy. Và tôi cũng giống như các anh chị sẽ chẳng bao giờ liệt kê hết được những người thầy. Tôi thường nói với mọi người rằng là để chúng ta có trưởng thành ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có rất là nhiều những người đã làm công tác đưa đò cho chúng ta được vượt qua. Và khi người khách đưa đò, người khách đã qua đò rồi thì chỉ còn ông lái đò ở lại. Ngày hôm nay cũng là cái dịp để gửi lời tri ân tới tất cả những người thầy, người cô trong cuộc đời này đã mang tôi đến cái vị trí của ngày hôm nay. Và với cá nhân tôi thì ngày hôm nay cũng nhận được rất là nhiều quà tặng của các bạn. Đó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà tôi cũng thường chia sẻ với những người anh em của tôi là tôi không phải là một nhà giáo. Tôi vốn là một cái người làm kinh doanh, là một luật sư làm kinh doanh và tôi được may mắn tiếp cận với nhiều cái thông tin, được trải nghiệm với hơn 20 năm qua, được trải nghiệm với rất nhiều các cái bài học từ các nhà doanh nghiệp thông qua quá trình làm cố vấn cho họ. Thì tôi đúc kết những cái bài học đó là chia sẻ lại. Tôi chỉ là một cái người dẫn đường, người chia sẻ dựa trên những trải nghiệm của mình. Tôi không phải là người nhà giáo Việt Nam giống như được cấp bằng hay được cấp chứng chỉ về đào tạo, về giáo dục. Cho nên là để gọi cái từ nhà giáo thì tôi xin dành những cái từ này tri ân dành cho những người đang đứng trên bục giảng thực sự. Còn tôi chỉ là một người doanh nhân, một luật sư chia sẻ những trải nghiệm của mình cho những người doanh nhân, những luật sư khác được học hỏi, được phát triển cái nghề nghiệp kinh doanh của họ. Tại sao tôi không dám nhận được cái từ trang trọng này? Bởi vì còn rất nhiều những cái yếu tố khác để trở thành những cái nhà giáo thực sự. Tôi chỉ là cái người chia sẻ. Cho nên là hãy để tôi được sống như tôi, một kẻ bậm trợn, bụi bậm, một kẻ ngang tàng giống như cuộc sống của bất kỳ người khác. Gắn cho tôi một cái mác nhà giáo vào, tôi phải sống đạo mạo, phải sống vất vả hơn con người mình rất là nhiều. Hãy để tôi được tự nhiên, được sống với những khoảnh khắc cuộc đời của mình. Cho nên hãy để gọi tôi là Phạm Thành Long hơn gọi tôi là một nhà giáo. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì những tình cảm của anh chị tri ân cho tôi ngày hôm nay cũng một cái dịp nào đó thôi. Có thể may mắn rơi vào ngày 20 tháng 11, đó cũng là cái tín hiệu cho tôi thấy những sự thành công của các anh chị. Quà rất là nhiều, hoa cũng rất là nhiều. Nhưng có lẽ cái thành công của các anh chị mới là món quà lớn nhất mà cuộc đời của một người chia sẻ như tôi được thừa hưởng. Tôi vẫn mong được đón nhận những cái chia sẻ về những câu chuyện thành công của các anh chị ở bên dưới. Những câu chuyện thành công của các anh chị sẽ là nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục cái hành trình này. Những cái câu chuyện thành công của các anh chị cũng chính là câu chuyện được cho khán giả của kênh YouTube này tiếp tục học hỏi lẫn nhau và phát triển đi lên. Nếu mà không có vất vả mà không có cuộc sống thì chỉ có thần tiên mới có. Thế thì không gặp vất vả này thì cũng sẽ gặp vất vả khác, không gặp khó khăn này thì cũng sẽ gặp khó khăn khác. Và chúng ta cũng thấy trong cái hoàn cảnh này thì có rất là nhiều doanh nghiệp thì đã biến mất khỏi thị trường. Và cũng có rất nhiều doanh nghiệp mới được hình thành, được phát triển và thậm chí là thăng hoa, phát triển một cách đột biến trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là có trong cái khó khăn này thì sẽ có những cái doanh nghiệp lấy cái khó khăn đó để mà phát triển đi lên, giống như là diều gặp gió ấy. Phải có gió ngược thì diều mới bay. Nhưng mà có những con diều đứt dây, không có cái sự níu kéo thì diều sẽ bị rơi đất, dục dù có gió mạnh đến mấy. Thì cái khó khăn cũng vậy. Là một cái người doanh nhân, chúng ta hay gọi chúng ta là một cái thuyền trưởng, chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình và đương đầu với những cái sóng gió. Để có sóng có gió thì thuyền mới phải ra khơi. Ai đó đã từng nói là con thuyền được tạo ra để ra khơi chứ không phải đậu ở trong bến đỗ an toàn này. Thì làm cái doanh nghiệp cũng vậy. Khó khăn thì bao giờ cũng vậy. Anh doanh nghiệp nào mà chúng ta trưởng thành nhanh hơn đó là chúng ta sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng thích ứng. Thế thì cái khó khăn ở đây đó là chúng ta đang bị giãn cách, tức là con người chúng ta gặp gỡ ít hơn, gặp gỡ xa hơn thì chúng ta phải thay đổi cách làm kinh doanh. Bạn nếu mà chúng ta vẫn làm cái phương pháp kinh doanh trực tiếp người với người thì nó không thể thành công được. Gặp một đợt giãn cách cái là chúng ta hay gọi là toang đấy. Gặp một đoạn rất cảnh cái là tự nhiên là doanh số chúng ta thụt giảm ngay. Nhưng mà nếu chúng ta tinh ý ngay từ những đời đầu, tôi đã hướng dẫn các nhà doanh nghiệp là đưa lên online, đưa lên kinh doanh online, là marketing online, làm bán hàng online, làm chăm sóc khách hàng online, giao hàng online, mọi cái dịch vụ càng online nhanh thì càng tốt. Và đấy chính là cái việc mà một số cái doanh nghiệp bùng nổ trong giai đoạn vừa qua thì thực sự họ đã đưa được cái doanh nghiệp của mình thích ứng với môi trường làm việc từ xa, bán hàng từ xa, marketing từ xa. Đó chính là cái điều mà gọi là thích ứng. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì tôi cũng nhận ra rằng là có rất nhiều doanh nghiệp chúng ta chưa thực sự thích ứng. Chúng ta vẫn cảm thấy rằng internet là cái gì đó xa vời, là cái gì đó khó khăn. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ là có những cái người lớn tuổi, 50, 60, 70 tuổi
bây giờ vẫn lần đầu tiên dùng máy tính do cái khó khăn này bắt đầu dùng máy tính, nhưng mà họ vẫn có thể trưởng thành được trong vài 3-4 tháng vừa qua. Cho nên ở đây là cái khó khăn ấy thì nó có thể nhấn chìm doanh nghiệp, nhưng mà những con sóng lớn thì cũng có thể nâng con thuyền của chúng ta đi lên, tùy thuộc vào cái sự lựa chọn chúng ta là sẵn sàng thích ứng với nó hay không. Phải học cái cách marketing online, cái cụ thể ở đây là phải xây dựng cái hệ thống bán hàng trên internet, cái cụ thể ở đây là phải gặp gỡ khách hàng nhiều hơn trên internet, cái cụ thể ở đây là phải chăm sóc khách hàng thông qua các công cụ internet, đó là tin nhắn, đó là email, đó là Zoom, đó là các công cụ là meeting, tất cả mọi thứ đã có sẵn trên internet. Việc của chúng ta là phải đưa nó vào trong doanh nghiệp, tích hợp nó vào doanh nghiệp. Ngày xưa chúng ta gặp gỡ trực tiếp, còn bây giờ thông qua những cái thiết bị internet như này chúng ta gặp gỡ nhau. Tôi có thể tiếp cận với bạn ngày hôm nay, bạn, nếu bạn đang xem cái video này, hãy comment một điều gì đó xuống dưới, vì chính là chúng ta đang giao tiếp với nhau qua internet ở đây. Nếu thiếu, chính vì cái khó khăn này cho nên tôi mới ở trên internet nhiều hơn, bạn mới nhìn thấy tôi ngày hôm nay, được không ạ? Cho nên là những cái video này có thể là cái minh chứng cho các bạn thấy rằng là chúng ta phải lên internet để gặp gỡ nhau. Trong cái trạng thái chúng ta gọi là trạng thái bình thường mới này thì không chỉ doanh nghiệp trẻ, cũng không phải là chỉ có doanh nhân già, mà tất cả ai chúng ta cũng có thể là phải thay đổi thích ứng. Chúng ta thấy rằng là Google đã từng nói rằng là mãi mãi cái tinh thần khởi nghiệp, ngày hôm nay chính là ngày bắt đầu của doanh nghiệp của chúng ta. Và nếu như chúng ta hiểu rằng là cái giai đoạn khởi nghiệp chính là cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn máu lửa nhất, luôn luôn chiến đấu, luôn luôn thay đổi, luôn luôn tìm cái con đường đi. Cái câu nói là mãi mãi cái tinh thần khởi nghiệp nó chính là cái chỗ này. Ngày hôm nay dù doanh nghiệp của bạn như tôi là đã bước sang năm thứ 22, dù là doanh nghiệp ở năm thứ 22 hay năm thứ 12 hay năm thứ 2, hay bạn mới bắt đầu doanh nghiệp của mình vài tháng trước đây, thì chúng ta vẫn phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn thích ứng với thị trường, luôn luôn thay đổi với những bắt kịp những cái sự thay đổi của thị trường. Thế thì 2 năm qua chúng ta dứt khoát phải thay đổi theo nó rồi, chứ còn bây giờ vẫn chờ đợi để cái ngày sau quay trở lại thì chẳng biết bao giờ. Cho nên dù hôm nay là bạn là trẻ hay hôm nay bạn là đã có tuổi, thì cái việc mà chúng ta đưa doanh nghiệp của chúng ta lên internet, cụ thể ở đây là các cái phương tiện làm việc từ xa cho đội nhóm, các cái doanh nghiệp của chúng ta phải có các công cụ quản lý từ xa, để chúng ta phải ví dụ như kế toán là phải có phần mềm kế toán từ xa, bán hàng thì có thể bán hàng từ xa. Ở đây chúng ta có thể là xây dựng những cái hệ thống chăm sóc khách hàng từ xa, cho nên mọi người đều có thể ngồi ở nhà mà xây dựng, bán hàng xong cái là báo cáo lên hệ thống, người giao hàng cứ giao hàng, người marketing cứ giao marketing. Chúng ta phải sử dụng được các cái công cụ internet. Tôi thấy rất là nhiều những cái doanh nhân hôm nay họ cũng đã từng là những cái doanh nhân đạo mạo, đã từng đứng trước hội nghị đông người, nhưng mà bây giờ phải lên internet thôi. Tôi đã thấy những cái hội trường hàng ngàn người ngày xưa, bây giờ tất cả mọi người đều lên Zoom trên internet thôi, bán bất động sản trên internet, người ta bán ô tô trên internet được. Ở Việt Nam tôi thấy có người bán bất động sản trên internet được. Mọi thứ đều có thể làm live stream, làm có thể dùng Zoom, có tổ chức hội thảo ảo, hội trên môi trường ảo. Bạn có thể có những công cụ để cho mọi đội nhóm làm việc từ xa. Bạn có những công cụ giao tiếp giữa khách hàng với khách hàng, giữa khách hàng với doanh nghiệp, giữa các nhân viên trong doanh nghiệp với nhau. Tất cả những cái đó đều dùng trên internet. Ta gọi internet làm cái gì đó hơi xa xỉ, nhưng mà các cái phần đó chúng ta có thể dùng các cái app. Nếu bạn đang dùng iPhone, bạn đang dùng Android thì trên đó nó có cái nhóm app, tức là cái nhóm ứng dụng dành riêng cho doanh nghiệp. Thử nghiệm những cái ứng dụng đó, đưa nó vào doanh nghiệp, tích hợp nó vào trong doanh nghiệp để quản lý, tích hợp nó vào trong doanh nghiệp để làm marketing, tích hợp trong doanh nghiệp để mà bán hàng, tích hợp trong doanh nghiệp của chúng ta để mà xây dựng các quy trình nội bộ, thì tôi tin chắc rằng là doanh nghiệp của chúng ta sẽ thích ứng và thậm chí là tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Chúng ta không cần những cái văn phòng lớn như này, chúng ta cũng không cần những cửa hàng lớn nữa. Chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không cần thậm chí là bán một số cái đơn vị cách bán hàng, thậm chí chúng ta không cần kho hàng luôn. Thậm chí cả những người bán hàng chúng ta giỏi đến mức mà thậm chí không cần hàng luôn, chúng ta chỉ cần bán hàng, sau đó thì các đơn vị khác sẽ giao hàng cho chúng ta. Đó cũng là một trong những cách bán hàng mới ở hiện nay đối với những người mà khởi nghiệp mới, những doanh nghiệp mới, thì tôi cho rằng đây là những cái cách thức làm hạn chế cái rủi ro chúng ta rất là nhiều, đồng thời cho chúng ta những cơ hội mới. Quan trọng là bạn phải xắn tay áo lên, bước vào cuộc, bước vào internet, sử dụng máy tính, internet, điện thoại, internet, và nhớ rằng là video marketing là con đường rẻ nhất, dễ nhất, ít rủi ro nhất cho sự nghiệp thành công của những doanh nghiệp trẻ như các bạn. Nếu bạn có bất kỳ một bài học nào bạn đã học được từ tôi, áp dụng thành công vào doanh nghiệp của bạn, thì hãy sẵn sàng chia sẻ cho chúng tôi được biết ở bên dưới. Tôi tin rằng có rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi sẽ đọc được từ các comment của các bạn. Tôi sẽ đọc tất cả các comment, trả lời tất cả các comment trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi là Huyền và tôi là học trò Eagle thứ 15. Tôi là Lê Văn Trường, tôi đến từ công ty kế toán thuế Trường Thành. Tôi là Nguyễn Thị Huyền, tôi đến từ Bắc Ninh. Và trước khi tôi chưa gặp thầy Phạm Thành Long thì tôi là một người vô cùng nhút nhát, đứng nói chuyện trước nhân viên mà còn phải run sợ. Và ngày hôm nay thật sự rất là đột phá và rất là tuyệt vời đối với tôi, đó là sau một năm tôi đã có những thành tích là
là một người truyền cảm hứng giữa nhân viên nhà mình và không còn phải run sợ gì nữa. Và doanh số của công ty tôi thì tăng trưởng gấp 3 lần. Và ngoài ra thì tôi đã làm thêm một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Thông qua những cái chương trình đào tạo của thầy Phạm Thành Long, tôi đã được thay đổi rất là nhiều. Tôi đã áp dụng những cái chiến lược do thầy mà đào tạo, hướng dẫn và coaching cho chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Tôi đã đồng hành cùng với thầy các khóa học và hôm nay tôi đã thay đổi rất là nhiều và tôi đã đưa doanh nghiệp của tôi tự động hóa. Tôi đã áp dụng những cái chiến lược ở những cái khóa đào tạo của thầy để gia tăng, đột phá doanh số để đưa doanh nghiệp Kế Toán Thuế trưởng thành ở một cái tầm cao mới. Nhờ có những khóa học của thầy mà tôi đã tăng trưởng lên mỗi ngày, không phải là theo năm nữa mà theo từng ngày, từng tháng một. Và tôi đã áp dụng những chiến lược của thầy dạy cho tôi và tôi áp dụng trong doanh nghiệp của và tôi tăng trưởng thần tốc, nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng của năm sau luôn luôn gấp đôi năm trước ạ. Nhân ngày lễ 20 tháng 11, ngày tri ân thầy cô giáo của Việt Nam, tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc với gia đình thầy và với những thầy cô đã giúp tôi phát triển và đồng hành trong suốt thời gian qua. Kính chúc thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 lời chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 thì em xin được kính chúc thầy là luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công và sẽ mãi mãi thành công trong sự nghiệp chồng người của thầy. Em vô cùng cảm ơn thầy và biết ơn thầy ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.